Chương trình radio Cà Phê Sáng chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Lời kinh trong lòng bàn tay 163. Một ngôi nhà nhỏ chẳng đủ chỗ cho nhiều người, phải chật chội, phải tù túng. Một tâm hẹp nhỏ không đủ rộng để bao dung được những đắng cay từ cuộc sống, nhất định phải luôn bất an. Nên bình yên là khi tâm không còn nhỏ hẹp. Tháng 9 có những ngày mưa về mờ núi. Con suối nhỏ trước cổng chùa, lòng suối hẹp. Hôm qua sau một ngày mưa, nước lại đổ về tràn bờ. Nước rút hai bên bờ suối, bên nào cũng lở. Cơn mưa chẳng đáng gì, nhưng lòng suối nhỏ chẳng đủ rộng lớn để bao dung nổi một ngày mưa. Khi lòng nhỏ hẹp, người ta dễ bị tổn thương bởi những chuyện chẳng đáng gì. Vui khi thấy người thất bại, buồn khi thấy người thành công, không an khi thấy người được hạnh phúc. Đắng cay đó tại ai? Có những đắng cay không phải do cuộc đời ngoài kia mang đến, cũng không phải do người chung quanh mang lại, mà chỉ do tâm chính mình một lần nhỏ hẹp mà thành. Đến một ngày khi thấy được sức mạnh thật sự của tâm từ bi rộng lớn, khi đó chúng ta sẽ nhận ra thứ từng làm bất an chúng ta nhiều nhất chính là tâm niệm nhỏ hẹp của chính mình. Nếu đủ can đảm để mở rộng lòng ra từ bi với cuộc sống, cuộc sống sẽ đặt vào tay chúng ta những ngày bình yên. Lời kinh trong lòng bàn tay 164. Có con đường hẹp, chỉ đủ rộng cho một người đi. Nếu có hai người đi ngược chiều và không ai chịu nhường ai, sẽ có một người bị đẩy lùi lại để một người qua trước. Cuộc sống là một con đường hẹp và những khó khăn phiền não chẳng bao giờ chấp nhận nhường nhịn người đời. Nên giải thoát hay bình yên là khi đủ mạnh mẽ đẩy lùi được những khó khăn phiền não rồi đi tiếp. Một viên sỏi nhỏ, cơn bão lũ nào cũng dễ dàng tràn qua. Một hòn đất mềm, cơn mưa nào cũng có thể làm nát rã. Khi lòng can đảm quá nhỏ, khó khăn nào cũng có thể bắt nạt mình. Như đôi chân nhỏ khi đứng trước núi cao, vực sâu, biển rộng, lại phải lầm lối quay trở về. Khi lòng từ bi quá nhỏ, một chút phiền não chẳng đáng gì cũng có thể khắc vào lòng một vết thương sâu, tạo ra một nỗi buồn dài và cả hận thù nữa. Khó khăn và phiền não chẳng bao giờ chịu nhường nhịn người đời, nên đừng bao giờ chờ đợi sự nhường nhịn từ chúng. Nếu chờ đợi khó khăn qua hết mới đi tiếp thì cả đời chẳng đi được mấy bước. Nếu chờ đợi mọi chuyện qua hết mới bình yên thì cả đời chẳng bình yên được mấy hôm.
Người nói hiện tại của mình xem như đã bỏ đi, nên chỉ còn biết chờ đợi vào ngày mai, chờ ai đó đi ra khỏi cuộc đời mình, chờ ai đó đến, chờ những rắc rối được giải quyết. Những thứ đang chờ đợi đó, nếu có, nhất định không phải là hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc thật sự phải là những gì chúng ta đang tạo dựng ngay trong hiện tại của mình. Mong người an. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký, like và chia sẻ. Chúc cho tất cả sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.